Nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa các vị đại biểu Quốc hội. Tiếp theo chương trình làm việc của Quốc hội về công tác nhân sự, mời Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trình bày dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lương Cường. Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi xin trình bày toàn văn dự thảo nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Quốc hội nghị quyết số 2024/QH15 nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Quốc hội căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14. Căn cứ nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo nghị quyết số 71/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội. Căn cứ tờ trình số 52 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 21/10/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Căn cứ biên bản kiểm phiếu ngày 21/10/2024 bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lương Cường. Quyết nghị. Điều 1. Ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa 15, giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua. Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 21/10/2024. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn xin trân trọng báo cáo Quốc hội. Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết. Nếu không có ý kiến gì khác, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lương Cường bằng hình thức biểu quyết điện tử, phòng máy chuẩn bị. Mời đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết. Kết quả biểu quyết có 440 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết bằng 91,67% tổng số đại biểu Quốc hội, tán thành 440 bằng 91,67%, không tán thành không, không biểu quyết không. Xin cảm ơn Quốc hội. Như vậy, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026
đối với ông Lương Cường, xin trân trọng cảm ơn Quốc hội và nhiệt liệt chúc mừng Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa Quốc hội, thưa các vị khách quý, thưa đồng bào và cử tri cả nước. Theo quy định của Hiến pháp, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau khi được Quốc hội bầu sẽ làm lễ tuyên thệ trước Quốc hội. Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu. Đội nghi lễ vào vị trí. Xin mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý đứng lên chứng kiến lễ tuyên thệ. Trân trọng kính mời Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường lên tuyên thệ. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi Lương Cường, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi nhận lời tuyên thệ của Chủ tịch nước Lương Cường. Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến đây là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn và kính mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý ngồi xuống. Đội nghi lễ về vị trí. Trân trọng kính mời Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường phát biểu nhậm chức.
Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý. Kính thưa đồng bào, đồng chí và cử tri cả nước. Trong thời khắc đặc biệt này, tôi rất xúc động, vinh dự và ý thức rất rõ về trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước, nhân dân khi được Quốc hội tin tưởng, tín nhiệm bầu tôi giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy giới thiệu tôi đảm nhiệm trọng trách cao cả này. Xin bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn Bác Hồ kính yêu. Xin tri ân sâu sắc công lao to lớn của các bậc tiền bối, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, đồng chí và nhân dân cả nước đã nỗ lực phấn đấu, sẵn sàng hy sinh và hy sinh để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Kính thưa Quốc hội, đồng bào, đồng chí và cử tri cả nước. Tháng 2 năm 1975, trong không khí hào hùng cả nước hướng về miền Nam ruột thịt, tôi xung phong đi bộ đội với ý thức và tâm niệm đi chiến đấu để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chỉ mong đến ngày chiến thắng còn sống trở về là sung sướng hạnh phúc. Tuyệt nhiên không nghĩ, không mơ làm đến cấp này trước kia. Đến nay, thấm thoát đã gần 50 năm phục vụ cách mạng, tôi đã trải qua nhiều cương vị công tác, được rèn luyện thử thách trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, trưởng thành từ người chiến sĩ đến cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng. Dù ở cương vị công tác nào, được giao nhiệm vụ gì, tôi luôn kiên định, vững vàng về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và nâng cao năng lực công tác. Toàn tâm, toàn ý, phấn đấu để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó. Nhân dịp này, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, quân đội, cấp ủy, chính quyền các cấp, cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, đồng chí, đồng đội và nhân dân đã giáo dục, rèn luyện, thương yêu, đùm bọc, chỉ bảo và tạo điều kiện để tôi hoàn thành nhiệm vụ và trưởng thành như ngày hôm nay. Kính thưa Quốc hội, đồng bào, đồng chí và cử tri cả nước. Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trên cương vị mới, như vừa tuyên thệ trước Quốc hội, đồng bào, đồng chí và cử tri cả nước. Tôi sẽ nỗ lực hết mình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch nước theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó. Tiếp tục giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng. Cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa, trong sạch vững mạnh, thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tăng cường sức mạnh quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu, tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Xây dựng, củng cố thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy,
thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. Để hoàn thành trọng trách cao cả này, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của bản thân, tôi kính mong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan đoàn thể, đồng bào, đồng chí, cử tri cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kính chúc đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý, đồng bào, đồng chí và cử tri cả nước sức khỏe, hạnh phúc, mọi sự tốt đẹp và thành công. Chúc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 của chúng ta thành công, tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.